Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Và bây giờ là 8 giờ sáng ngày 3 tháng 11 thì hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ ghế tần thủy hoàng, gỗ hương đá và một chiếc kệ tivi của anh Hưng Nguyễn Thiết ở huyện Lâm Thao. Thì hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong thì chúng tôi có quay video mọc cho anh xem. Và anh hiện tại là đang đi làm xa, không có ở nhà nên là chúng tôi sẽ quay video và để video hoàn thiện mọc cho anh xem trước khi là đánh giá vào phòng sơn. Đây, chúng tôi là vừa lắp mọc xong, vẫn chưa cạo nạo đánh giá gì cả, vẫn còn nguyên mọc. Tất cả là đều làm bằng gỗ hương đá, 100% gỗ hương đá cột 12, hàng rất dày dặn chắc chắn. Vẫn rất đẹp. Phía bên trong này là một chiếc kệ tivi 2m6 được đục kệ nho, kệ tivi được cột nho. Bốn cánh là đục tứ quý, tùng trúc, cúc mai và có đục cột nho sóc. Nho sóc cũng là chất liệu gỗ hương đá. Đây là chiếc đoạn dài. Mọi người mà ai có nhu cầu muốn sở hữu một bộ bàn ghế, kệ tivi như là của anh Hưng Nguyễn Thiết này thì vui lòng gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 816, hoặc có thể xem thêm các sản phẩm khác trên website đogotung8.com. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh của chúng tôi để xem được những video mới nhất. Xin cảm ơn mọi người.